Ok, tiếp đến là cái cách nấu trong cái thời điểm này thì mình nấu như thế nào. Thì mọi người có thể tham khảo thêm lại cái video nấu một tuần ăn dặm, đồ ăn dặm cho bé từ 9 tháng. Một cái video mình nấu tổng hợp đồ ăn cho con ấy, thì mọi người có thể tìm lại ở trong danh sách phát nhé. Thì mình nên nói lại là mình vẫn sử dụng cái máy xay tay, phải nói là thần thánh này. Đây là máy xay Braun của Đức nhá các mẹ. Thế thì mình dùng cái cối mà có thể xay được như thế này này, xay được băm nhỏ ấy. Đấy, thì cái này mình rất là tiện dụng nha. Đấy, thì mình có thể xay băm nhỏ, ví dụ như là thịt này. Đấy, thịt thì mà mình luộc xong rồi mình sẽ cho vào mình xay như thế này. Rồi cái độ thô thì mình có thể phù hợp tùy theo con để mình có thể làm. Đấy, thịt thì mình vẫn dùng cái máy xay này. Thật là thịt vẫn dùng cái máy xay này. Còn các loại rau, củ thì mình cắt hạt lựu nhá. Cắt hạt lựu thì mình phải có một cái thớt riêng và một cái dao riêng để mình cắt cho con. Đấy, còn về cháo, nấu cháo thì giai đoạn này các bạn ý đã có thể ăn được cơm nát từ cháo đặc lẫn cơm nát rồi. Thì các mẹ sẽ nấu cơm nát và cháo đặc như thế nào? Cứ một thìa này là tỷ lệ 1:2 nha. Nhờ một cốc gạo thì sẽ hai cốc nước như thế này. Thì mình sẽ nấu chế độ cháo. Thì mình thường nấu nhiều, nấu luôn như thế này luôn đi cho nó, mình cấp đông cho nó dễ. Cần một cái là mình có ngay. Thì mình thường là nấu một cốc gạo này với hai cốc nước, sau đấy được cháo ra thành phẩm. Thì bây giờ cháo đặc rồi mình không cần giã nữa, mình cho thẳng vào các cái hay chữ đông như thế này và chữ đông để ăn dần. Đấy, đấy. Thì các mẹ có thể tham khảo cái clip của mình đấy, thì là mình nấu chọn nguyên một tuần là 3-4 loại rau và một mix, không phải là mình xay nhéo nhào hết lên đâu, mà mình xay mix, mình nấu từng loại rau một và mình cắt theo độ thô của con ăn được, và để mix vào một khay chung. Đấy, 3-4 loại rau và thịt vào một mix. Thì cái mix này mình có thể cho bé khi mà mình bỏ ra thì mình cho bé nấu lại cho bé ăn nguyên vậy cũng được, hoặc là mình cho thêm bột năng vào để cho nó sánh, và một vài loại rau khác hoặc là cá hoặc là đậu phụ để mỗi một ngày nó sẽ đổi món đi một chút. Đấy, thì cái cách mình làm như vậy. Hoặc là có những cái món mà mình sẽ nấu nguyên món và mình để đông vào cái khay to như thế này. Ví dụ như là u đông thì mình làm u đông rau củ chẳng hạn, thì mình có thể để vào một cái khay như thế này, riêng một cái ngăn như thế này là mỗi một ô là 115ml. Cái khay này của Rich Chen nha. Thì là mình chia như này vậy là cũng đủ là một bữa rồi, bé rồi. Đấy. Thì cái cách mình nấu là như vậy. Thực ra đi làm ở Nhật thì nó cũng khá là vất vả, mình không thể nấu theo từng bữa được. Thế cho nên mình sẽ giảm bớt cái sự vất vả của mẹ đi bằng cái cách là nấu xong và mình cấp đông. Đấy, ngoài cái cách nấu u tổng hợp lại như vậy, thì đến khi bé 10 tháng hoặc đến 11 tháng thì có cái dấu hiệu ăn bốc rồi, thì mình có thể nấu và cắt theo các cái hình sợi stick. Đấy, thành dạng que ấy, để bé có thể cầm nắm và tập ăn. Thì mình có thể dùng wrap này để mình bọc lại theo từng bữa. Đấy, thì hoặc là dùng các cái hộp nhựa để riêng theo từng bữa như thế này. Đấy, thì mỗi lần mình ăn thì mình quay lên cho bé dùng thôi. Thì cái cách mà mình bọc như này cũng khá là tiện lợi nhá. Ví dụ như là bé ăn bắt đầu cơm nát này, hay là bắt đầu ăn thành dạng như kiểu onigiri ấy. Đấy, hoặc là cơm nắm ấy, thì mình dùng cái đáp này mình làm vậy là rất là tiện. Thì cái thời điểm 9 đến 11 tháng này thì cái cách chế biến của mẹ cũng hơi vất vả một chút thôi. Nói chung là cũng phải đầu tư thời gian một chút ấy. Thế thì nhưng mà còn khá hơn, đỡ hơn rất là nhiều so với những đợt trước rồi, là mình băm nhỏ và hơn. Cùng thì mình sẽ nói về cái cách cho ăn ở thời điểm này. Thì thời điểm này nó có những 3 tháng cơ các bạn ạ, 9, 10, 11 tháng, cho nên là cái cách cho ăn cũng khá là phong phú nha các mẹ. Thì mình chia ra hai cách là thời điểm này thì nhiều mẹ đã bắt đầu cho bé ăn gọi là tự chỉ huy, thì là hoàn toàn là bé tự chỉ huy vì bé thích tự cầm nắm, thích tự chủ động trong bữa ăn, thì cái đấy hoàn toàn ok thôi.
Thế nhưng có một trường phái nữa là bé không hợp tác lắm, thì mình làm gì thế nào? Thì là mình vẫn phải xúc cho bé ăn thôi và tập cho bé bốc dần dần. Thế đối với Bống thì Bống nhà mình cũng khá hợp tác, nhưng mà độ khoảng 9 tháng đến 10 tháng thì mình vẫn là xúc một nửa và tập bốc một nửa. Thì có nhiều mẹ nghĩ là đã bốc là bốc luôn, mà đã xúc thì xúc luôn, thì cũng có nhiều cái trường phái như vậy. Thì tùy thôi, cái này thì mình ướm theo con thôi. Nhưng mà mình thì mình vẫn để mình vẫn theo cái phương pháp an toàn, có nghĩa là mình vẫn muốn xúc cho Bống để Bống ăn được đầy đủ, sau đấy thì sẽ cho Bống bốc. Thế thì mình đã làm là mỗi bữa ăn thì để lúc mà con đói thì mình sẽ cho ăn một bát nhỏ bằng cách xúc, là mẹ sẽ xúc cho con, sau đấy các cái tiếp theo là mình sẽ cho Bống bốc. Thế các cái thực phẩm mà có thể ăn bốc được, các cái món ăn có thể ăn bốc được thì các mẹ có thể tham khảo được khá nhiều video mà mình làm các cái món ăn bốc nhón cho bé đấy. Đấy thì mình sẽ cho bé ăn như thế nào, mà các mẹ đừng có cho ào ra nhá, là nó nhìn là thích quá là nó phải phá luôn á. Thì mình cho ăn theo cách là cho từng miếng một thôi. Thì lúc đầu con nó sẽ cầm và nó sẽ bốc để cho nó lọt vào cái chỗ cái lỗ này, và để tòi đồ ăn lên, xong rồi nó mút được cái chỗ này đấy. Thì cái cách ăn của các bé thời điểm này là như vậy, cho nên là mình sẽ làm theo cái cách là sẽ bẻ một cái món miếng đồ ăn đúng vừa cái đầu ngón tay để cho con bốc được thôi, và để vào chính giữa cái đĩa rồi đấy, cho ăn từng miếng một như vậy thì nó sẽ tạo cái sự tập trung cho nó vào cái món đấy, vào cái miếng đấy để nó sẽ bốc. Thì cách của mình làm như vậy. Thì cũng có những bé mà một món nó sẽ không tập trung, chẳng hạn mà thích nhìn cả đĩa cơ thì vui mắt, thì bắt đầu cầm nắm món nọ món kia. Đấy là tùy theo các bé nhé. Các mẹ có thể thử nghiệm xem là bé nhà mình hợp với cách nào. Có thể hôm nay là nó lắc nguôi nguẩy đồ ăn nó không chịu chẳng hạn, thì mình có thể thử với cái cách kia để xem là bé hợp tác với cái nào. Thì mình thì thú thật là cũng hơi thuộc loại lười, cho nên là không muốn là Bống phá đồ ăn, cho nên mình cho Bống ăn từng miếng một và cho ăn từ từ. Đây mình giới thiệu với các mẹ những cái dụng cụ để mà mình cho con ăn như thế này, là ví dụ như miếng trải bằng silicone này thì nó sẽ mút xuống bàn này, và mình để các cái món đồ ăn như thế này vào đây để cho bé cầm nắm ăn. Cũng có rất là nhiều cái bát đĩa mẹ mình có thể tham khảo được, ví dụ như là cái bát này có cầm mút vào cái bàn ăn ấy, thì sẽ không bị xô dịch này đấy, để bé có thể tự ăn này đấy, hoặc là những cái đĩa mà nhiều ngăn như thế này mà mẹ bày biện cho nó để đẹp mắt để mẹ có thể ăn được. Đấy, bé nhà mình thì thực ra là mình cho ăn cái cách gọi là nhón từng miếng một, cho nên là thực ra đĩa nhiều ngăn này mình cũng ít khi dùng, và cũng nhiều ngăn nhưng mà nhiều khi là chỉ có một món trong một đấy thôi. Thì cái cách ăn của Bống là những cái món ngon mà cho Bống ăn trước á, là các món sau Bống sẽ không ăn nữa. Đấy, cho nên mình là phải bằng cái phương pháp gọi là cho ăn những cái món ghét trước và các cái món thích thì mới ăn sau. Đây thời điểm này thì không như trước là bé đã có thể há to miệng rồi và nhai rồi, thế cho nên là các cái loại thìa đây nhà mình rất phong phú như thế này, 5-7 loại thìa. Thế thì cũng không cần cố định loại nào cả, và mình vẫn phải sắm thêm một cái kéo riêng kéo này để trong lúc ăn mình có thể sử dụng ngay để cắt đồ ăn cho con, hoặc là để cắt nhỏ đồ ăn cho con, kéo này chuyên để đánh cho Bống thôi. Đấy. Còn có một cái phân vân của các mẹ là thời điểm nào thì bắt đầu cho bé tập xúc đây. Thế thì xin thưa với các mẹ là tập xúc nha, mình sẽ giới thiệu vào một cái video khác cụ thể hơn, vì là cái quá trình tập xúc nó cũng khá là gian nan đấy các mẹ ạ. Thì đây là những cái bộ thìa mà mình đã thử cho Bống thôi, các mẹ có thể tham khảo thêm một cái bộ thìa nữa mà Bống dùng rất là nhiều, đấy là bộ thìa Edison. Bộ thìa này để tập xúc đây, nó có thìa và dĩa. Thì cái loại này dùng cho bé từ 1 tuổi nhá. Đấy, thì nó khá là thon, mình mua từ lúc khoảng 10 tháng. Đấy, họ ghi là 1 tuổi thôi, nhưng mình có thể cho bé thử với bé từ sớm ấy, thì cái chỗ này cái nó hõm, mà cái này là cầm rất là dễ này, cầm tay rất là dễ. Đấy, thì bộ này Bống đã tập từ hồi 10 tháng đấy. Đây nhân đây mình sẽ xin giới thiệu thêm cái bộ sưu tập của nhà mình. Khi mà đi ra ngoài chơi, cho bé ra ngoài chơi thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn như thế nào. Đấy, thì mình có một cái túi gọi là
đa năng như thế này. Và trong này là một cái yếm gấp này, một bộ thìa này, một bộ thìa mình mang đi có hộp đàng hoàng đó, mình mang đi bộ thìa riêng cho bóng này, và một cái kéo để mang đi chơi thì là sẽ cắt đồ ăn nó tiện hơn. Đấy, cái kéo này là của combi nha. Đấy, cái này thì để mang ra ngoài này. Đấy, và khi này thì hồi 9 tháng thì mình còn dùng cái loại đồ ăn chia theo từng bữa. Đây là của Pigeon. Đọc, đây là của QP. QP nhé, của hãng QP. Thì một bữa này đã trong một cái cốc này rồi. Thì cái này mình có thể ngâm vào nước nóng để cho ấm lên, hoặc là có thể ăn nguyên như thế này cũng được nhé. Đấy, thì họ đã làm như thế này đã đủ thành một bữa rồi. Thế nhưng mà thú thật là bỗng nhà mình chỉ ăn một vài lần thôi, và đồ ăn mẹ nấu thì bóng vẫn thích hơn. Nên mình có một cái gọi là bình chữ nhiệt, và mình để cho cháo và hoặc là udon vào mỗi khi đi chơi như thế thì nó cũng tiện hơn. Đấy, thì như cái loại này thì mình vẫn đề phòng thôi, đi đâu mình cũng mang một lọ đi chẳng hạn, để cần thì là mình có thể cho bé ăn luôn được. Đấy, thì một set của mình nó sẽ gọn nhẹ như thế này, cho vào ba lô cùng với bỉm và sữa. Đây là set đi ra ngoài chơi, combi, bộ combi đầy đủ các dụng cụ để đi ra ngoài. Đấy, thì ngoài ăn ra thì giai đoạn chỉ đến mức 1 tháng bé có thể bắt đầu tập được bình ống hút rồi. Thì đây là cái bình ống hút Pigeon mà nhà mình đã dùng cho bóng. Thực ra bình này, loại bình này, kiểu bình này mình đã dùng cho chị lớn từ 12 năm trước đấy. Mình vẫn thích bộ này. Thì cái bộ này nó mình có giới thiệu cái cách uống, cách tập cho bé uống ống hút ở một cái clip khác rồi. Nhưng mà mình chỉ muốn nói cái bình này nó như thế nào. Mình cũng rất là thích cái bình này, là nó có cái nắp này này. Cốc thì nó chỉ có một cái thôi nhá, cốc một cái, và có bốn cái nắp, là bốn cái step là có thể dùng được cho bé từ 3 tháng. Mình chỉ thay đầu một tí thôi. Thế thì bây giờ cái bình ống hút này thì là khoảng 9 tháng bắt đầu cho uống được này. Đấy, nó như thế này. Thì người ta để ở đây là không bị đổ ấy, tức là nghiêng nó không bị rớt ra ấy. Đấy, thì nó khá là chắc chắn. Thế bình bây giờ này mình cũng đã dùng để nó có cái tay cầm này để cho bé cầm hút nhá. Thế thì bắt đầu giai đoạn này là bắt đầu uống ống hút được rồi, thì có thể cho bé uống trà lúa mạch hoặc là uống nước trắng, uống cùng với trong bữa cơm cũng được, nhưng mà lưu ý là cũng không nên ăn uống quá nhiều. Đấy, thì mẹ các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo cái nội dung như những cái video lần trước mình đã giới thiệu về tổng kết ăn dặm đấy, thì chúng mình sẽ cùng xem cái quyển sách ăn dặm này để xem họ trả lời cho các câu hỏi thường gặp như thế nào nhé. Thì trong cái quyển sách này có những câu hỏi gì thì mình sẽ lựa ra và đọc lên để cùng trả lời với mọi người nhé. Đấy, có những bé thì nếu mà trong trường hợp mà không muốn ăn, hoàn toàn là không có phản ứng thèm đồ ăn, không giơ tay ra với, không có đồ ăn thì cũng không sao chẳng hạn, cho nhịn cũng không sao chẳng hạn, thì đối với những bé đấy như thế nào? Thì đối với những bé đó thì mẹ đừng nên vội, hãy tiến hành thử nghiệm với con từng bước một, chậm rãi thôi. Nếu mà được thì hãy ăn cùng với bé, và ăn cùng với bé, hãy để cho bé nhìn thấy là mẹ ăn như thế nào, và mẹ hãy tỏ ra vui vẻ khi mà mình ngồi cùng ăn với con ấy. Thì hãy đón nhận con về một cách là em bé nhà mình chỉ ăn ít như vậy thôi cũng được. Thì cái đấy là cái kiểu tôn trọng bé. Đấy, thì cái đấy cũng là khá là quan trọng, và hãy cho bé tập dần dần thôi. Đối với các bé ăn dặm khá muộn, bắt đầu muộn thì đến khi 9 tháng thì mình nên cho bé ăn thế nào? Thế thì như lúc nãy mình có nói ở đây, quyển sách người ta cũng giới thiệu đấy, là nếu mà khi bắt đầu ăn dặm muộn thì đến 9 tháng thì hãy cho bé ăn 2 bữa. Nếu mà cảm thấy 2 bữa mà bé vẫn ăn tiếp nhận được tốt, khá tốt và uống sữa tốt, thì nói chung mình cũng không cần phải tăng lên quá nhanh, mà mình để độ khoảng 9 tháng rưỡi, 10 tháng rồi tăng lên 3 bữa sau cũng được. Nhưng mà ít nhất thì 9 tháng vẫn là nên 2 bữa nhá, 2 bữa chính nhá. Đối với những bé mà quá nghịch trong lúc ăn, không ngồi yên trong bữa ăn, thì trước nhất là đầu tiên là mình phải tắt tivi này, bỏ tất cả những đồ chơi xung quanh bé đi này,
rồi mình để cho bé ngồi ở cao, ghế cao, gọi là ngồi vững vững chắc ấy, vững chãi ở trên ghế này. Thế mình phải tạo cái môi trường để bé hiểu được đây là một bữa ăn. Sau đấy thì mình cần lưu ý là để bé tập trung vào đúng 20 phút đó. Thì mẹ có thể hẹn giờ hoặc là giao hẹn là con chỉ ăn trong 20 phút thôi. Vì thế là nếu mà bé phá hay là không hợp tác thì hãy cho bé ăn những cái đồ ăn mà có thể nắm cầm tay ấy, để bé ăn được. Thì đối với những bé mà ăn ít hoặc là quá nghịch mà mất thời gian quá thì mình nên gói chọn trong một món, ví dụ như một món bánh tổng hợp gì đó đấy, thì bé sẽ ăn nhanh trong khoảng 50 phút. Và nếu mà quấy mà phá thì mình sẽ cho xuống ra khỏi bàn ăn. Thế ngược lại, có những cái bé mà ăn quá ít thì sao? Thế những bé ăn quá ít thì mẹ cũng không nên lo lắng. Thì ít cũng là đã là ăn rồi. Cái này mình phải chú trọng vào cái tâm lý của mẹ là cũng không nên gây căng thẳng làm gì. Mà ăn có nghĩa là cũng đã ăn rồi, ăn ít cũng gọi là ăn rồi. Thì đối với những bé mà ăn ít thì mình vẫn lưu ý để cho bữa ăn đầy đủ chất vàng xanh đỏ. Và nên lưu ý là tập trung để tăng cường cái thực phẩm mà có sắt, sắt như là các loại rau xanh vàng, rồi là các loại đậu, các loại hạt để cho bé ăn để tăng thêm sắt. Một câu hỏi nữa là cái follow up meal, tức là cái sữa bột ấy, thì bổ sung trong thời điểm này như thế nào? Thế thì từ tháng thứ 9 trở đi thì cái sữa mẹ cũng như là sữa bột nó cũng không để có thể cung cấp đầy đủ được dinh dưỡng cho bé nữa. Bởi thế là nếu bé nào mà phụ thuộc quá vào sữa thì mình nên thử gọi là giảm lượng sữa xuống để tăng lượng ăn lên cho bé. Đây, độ thô của giai đoạn 9 đến 11 tháng thì mọi người có thể hình dung là người ta vẽ như thế này này, là đã ăn thành những được thành miếng khá là to rồi. Nhưng mà đối với các cái thực phẩm mà nó vẫn còn dai, nó vẫn còn sơ nhiều ấy, thì mình vẫn nên là băm nhỏ. Ví dụ như là thịt gà ức này, là có thể là phải xé thêm nhỏ hơn này. Đấy, thì udon thì cũng được một cọng dài độ khoảng một phân rồi. Đấy, thì tùy mình tăng độ thô dần dần cho bé. Còn các cái gợi ý về menu đây, mọi người có thể tham khảo là một bữa thì có thể 2 đến 3 món, thì có thể trộn lẫn hoặc là để riêng thì tùy. Thì là mình có thể biến tấu theo bằng cái cách là mình nấu thành một cái mix chung, rồi là mình sẽ biến tấu hôm thì nấu udon, hôm thì nấu nui, hôm nấu spaghetti, hôm ăn với cả cháo. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Đó, và chỉ đến 11 tháng thì cũng khá là nhiều menu để cho bé cầm nắm bốc được. Thì những cái món mà cầm bốc như thế này thì mình cũng đã có một vài các cái món để chia sẻ. Thì về cơ bản là nó sẽ như vậy thôi. Mình có thể dùng khoai, dùng cơm nát. Đấy, thì để mình trộn vào mà mình dán sơ lên cho nó thành viên ấy. Đấy, để bé cầm cho nó dễ. Cuốn sách này của mình thì họ có chụp ảnh những cái độ thô theo từng giai đoạn và đối với từng loại thực phẩm. Ví dụ như là cà đốt đây thì giai đoạn 9 đến 11 tháng thì có thể ăn được ở trong khoảng này. Đấy là cắt nhỏ khoảng 8 mm, nhỏ hình vuông khoảng 8 mm thì bé có thể ăn được. Cái này thì cũng tùy từng bé nha, mình có thể tăng dần tùy theo cái khả năng ăn thô của bé. Đây là rau này. Đây, đầu tiên thì có những cái menu dành cho các bạn từ 9 đến 11 tháng đây. Thì như mọi người thấy đấy, có rất là nhiều menu mà họ trộn chung các cái đồ ăn vào với cơm nát. Cho nên là cũng không hẳn là ăn dặm kiểu Nhật là mình phải ăn riêng từng món đâu. Cái quan trọng là mình tăng thô đúng thời điểm và mình tạo cái phản xạ ăn uống, nhai tốt và hào hứng với đồ ăn, đấy mới là quan trọng. We'll be right back.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Hy vọng là cái clip này cũng sẽ là một trong những cái clip hot hit ở trên YouTube. Thế thì nếu mà có câu hỏi gì, góp ý hay là muốn bình luận, muốn hỏi về cách cho ăn, cách nấu và các cái thắc mắc khác thì các mẹ có thể bình luận ở phía dưới, mình sẽ xin trả lời đầy đủ nhé. Mình sẽ còn chia sẻ nhiều video, nhiều thông tin về ăn dặm kiểu Nhật, cuộc sống ở Nhật và nuôi con ở Nhật. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy like và share tới những người thân, những cái bà mẹ đang có con ở cùng độ tuổi ăn dặm, để chúng ta hãy chung tay cùng một thế hệ ăn dặm không nước mắt nhé. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở các video lần tới. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Bye bye.